Tại một trong những cuộc họp nội bộ của các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hoàng Thiết Phu, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc nói rằng, vì lý do thiếu nguồn nội tạng hiến tặng tự nguyện từ các công dân, nên các tử tù trở thành nguồn tài nguyên chính cho việc cấy ghép nội tạng. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã viết bài báo cáo vào ngày 27 tháng 3, nói rằng số lượng tử tù bị hành quyết tại Trung Quốc là một bí mật nhà nước, không ai bên ngoài biết được số liệu cụ thể. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận việc cấy ghép nội tạng từ các tử tù bị hành quyết là để che đậy sự thật về vụ việc Vương Lập Quân. Trung tâm nghiên cứu tâm lý hiện trường của Công an thành phố Cẩm Châu, do Vương Lập Quân thành lập, đã mổ lấy hàng nghìn nội tạng từ cơ thể người trong vòng 2 năm qua. Nếu các nội tạng đều lấy từ những tử tù, thì chắc chắn phải có một lượng lớn tử tù bị hành hình tại Trung Quốc. Nếu các nội tạng không phải là từ các tử tù, vậy thì nó đến từ đâu? Vào ngày 27 tháng 3, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra báo cáo về án tử hình toàn cầu. Trong số 57 quốc gia có hình phạt tử hình, chỉ có 20 quốc gia hành hình các tù nhân vào năm 2011. Số lượng tù nhân bị hành quyết ít nhất là 676. Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ ra rằng, con số này chưa bao gồm các tội phạm bị tử hình tại Trung Quốc. Tổ chức Ân xá Quốc tế ước tính rằng, số lượng tù nhân bị hành hình ở Trung Quốc vượt quá tổng số lượng của tất cả các nước cộng lại. Vì số tù nhân bị hành quyết ở Trung Quốc được xem là một bí mật quốc gia, nên người ngoài cuộc không thể biết được con số cụ thể. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn đặt con số tử tù là bí mật quốc gia. Đó là một sự độc tài chuyên chế. Rất nhiều thứ đều được giữ bí mật và mù mờ. Luật sư Trung Quốc Giang Thiên Dũng phát biểu rằng các công dân bình thường chỉ biết họ chịu hình phạt gì, hoặc luật sư chỉ biết thân chủ của mình bị án tử hình hoặc sẽ bị hành hình, chứ không thể biết toàn bộ câu chuyện. Quyền được biết của công dân đã bị tước đoạt. Theo quan điểm luật pháp, trên thực tế, cách tiến hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể được công nhận bởi chính hệ thống pháp luật của nó. Theo luật Trung Quốc, thậm chí nếu phiên tòa xử bí mật thì phán quyết cũng phải được đưa ra công khai, bản án tử hình phải được cho luật sư và gia đình biết. Luật sư Giang tin rằng thật khả nghi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xem số lượng các án tử hình ở Trung Quốc là một bí mật quốc gia. Năm 2005, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Thiết Phu tại cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức thừa nhận lần đầu tiên rằng phần lớn các nội tạng cấy ghép tại Trung Quốc là từ các tử tù. Sau đó, phát ngôn viên của Bộ Y tế Trung Quốc là Mao Quần An đã bỏ lời tuyên bố của ông Hoàng Thiết Phu và nói rằng lượng lớn các nội tạng cấy ghép tại Trung Quốc là từ những người tự nguyện hiến tạng. Vào tháng 3 năm 2006, khi một báo cáo về việc học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị mổ sống lấy cắp nội tạng rồi bán vào thị trường chợ đen được đăng tải, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giữ im lặng trong 3 tuần. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã phủ nhận sự tồn tại của trại tập trung và mổ lấy nội tạng sống và cũng nói rằng báo cáo về sự tồn tại của việc mổ cắp nội tạng tử tù là hoàn toàn lừa dối. Ông Tần cũng phủ nhận lời phát biểu của ông Hoàng Thiết Phu. Tuy nhiên, trong cuộc họp của các quan chức cao cấp năm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Thiết Phu đã một lần nữa phát biểu rằng sự thiếu hụt nội tạng là chỗ thắt cổ chai cản trở sự phát triển của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc. Vì thiếu hụt nội tạng hiến tặng, các tử tù sẽ là nguồn tài nguyên nội tạng chủ chốt. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn việc công khai thừa nhận hành vi thu hoạch nội tạng từ các tử tù để tránh khỏi sự chú ý đó. Nó muốn làm chệch hướng chú ý của công chúng. Điều công chúng đang lo lắng muốn biết nhất là có hay không việc tài liệu mà Vương Lập Quân gửi ra nước ngoài, bao gồm thông tin bảo mật về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ sống lấy cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Ông Lam bày tỏ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn việc công khai thừa nhận hành vi mổ lấy nội tạng từ các tử tù tại cuộc họp quan chức cấp cao là để làm chệch hướng chú ý của công chúng khỏi vấn đề mổ sống lấy cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.